nó cầm 50 phút đi. Bình Dương ở gần gần nhau, cho gần ba. Giờ đi Sơn Trà hoặc đi Hà Đề đấy Bình Dương lại lâu đấy thì cũng thế. Không gần cái gì đấy, cái tủ sắt gì, cái sắt này cái này cái gần 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 bằng. Đúng rồi, cái dạ có mấy gì? Dạ đây, nhà cứ đi hết.